không? Rất nhiều. Mà biết sao tại không xịt thuốc à? Nó hơi ấy. Đây. Cả nhà thấy nhãn nhãn tiêu quế không? Thấy chùm chùm luôn nè. Tên đầu em kìa. Thấy tớ bự bự không mà chưa chín hả? Kỳ. Trời đất mẹ ơi. Cái dục đường nhãn tan. Chín rồi. Con nhà nông chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an trong cuộc sống nha. Hôm nay video con nhà nông quay lại cảnh con nhà nông đi hái nhãn và đem về nhà cho bán cho người ta đó cả nhà. Người ta là người ta đóng rổ đi thành phố nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đã lên tới vườn nhãn rồi nè. Không biết nhiều. Dạ còn mà nó chưa chích. Dạ này còn 28 à. Thị á. 28 mà nó còn trơn nam thấy xanh này kia. Nhãn của bà vậy xanh vậy. Dạ nó không nổi nó xanh. Thì lái mà, lái người ta có quyền chơi. Nhãn cái bự không? Rất nhiều. Mà biết sao tại không xịt thuốc à. Đây là nhãn xuồng cơm vàng Bến Tre nha cả nhà. Đây. Quá trời luôn cả nhà. Nhưng mà nhãn này không có phân thuốc cho nên nó tái nó. Nó không được chùm chùm. Đây đem nước cho nó có mệt. Nó đem nước cho nó uống mà nó nhăn mình cả nhà. Đây nè Nam, đây mấy tái rồi Nam. Mấy tái bự bự không á. Tao lụ mẹ mày rồi. Trời ơi, nó chữa thề. Ê, cái cây này em leo lên hái đi Nam ơi. Có nè. Cây đó leo rồi. Chưa. Leo rồi, nó chín thì cãi không à. Nó chưa. Nó nãy để chờ bà lấy vỏ, nãy bà lấy vỏ tôi rồi. Tát tập ta chết giờ. Thôi làm dữ hả? Cái lời chị hả cưng? Đây. Cả nhà thấy nhãn nhãn tiêu quế không? Thấy chùm chùm luôn nè. Sắp tháng 9 này nè. Này là tới tháng 9 có là cả nhà. Tiêu quế nha. Cái nhà biết gương mặt này là ai không? Shipper hái nhãn. Shipper. Shipper mà đi hái nhãn. Shipper không có nhãn. Sáng giờ nó hái được nhiêu đây nè, cái nhà đón thử bao nhiêu cái nha. 12 kg. Nhiêu đây chắc hơn mày. Tôi nói vậy đó. Để mình đi lụm lại nha cả nhà. Cái thằng này nó ẩu lắm. Chửi mốt nó làm phụ làm mình nữa chết luôn nè. Thấy không? Nó hái gớt ở đâu có thèm lụm đâu cả nhà. Nhãn là nó nói mình đi lụm mốt nè. Kệ. Chấp nhận luôn. Lụm mốt nghĩ sao có tiền được rồi. Đây, 1 gram là 3.000 đồng. Mà nó bảo mình đi lụm mót. Hết tiền rồi, kêu hái nhãn. Mà nó la mình từ sáng giờ luôn, cả nhà nó ăn hiếp mình luôn. Thằng bé Nam rồi nè. Tên đầu em kìa. Thấy tớ bự bự không mà chưa chín hả? Kỳ vậy. Ừ đây. Trời đất mẹ ơi. Cái dục đùm nhãn tan. Chín rồi. Nó chửi thề luôn cả nhà ơi.
Thằng Nam nó bị liệu hay gì, cả nhà nó chửi thề liên tục luôn á. Rồi bây giờ mình đã đem về tới nhà nè, cả nhà mình đổ ra đây cho lát người ta lợi người ta làm nhãn nha. Hôm nay hái tầm 25-30 kg rồi cả nhà. Mỗi ngày mình hái ít mình bán thôi. Tại vì nó cũng chín chưa có điều cả nhà, cho nên mình lựa thế nào chín, cây nào chín thì mình hái trước nha. Đó, con nhà nông đổ ra đây và để đây một lát, người ta mua nhãn tới người ta tự lật luôn cả nhà. Ở dưới thì mình lót tấm mũ hoặc tấm vải để cho nhãn nó sạch đó cả nhà, để người ta ăn không bị vi khuẩn nha. Tái cũng to lắm cả nhà. Nhãn này mình không có xịt thuốc phân gì luôn đó, cho nên là ăn rất là thoải mái nha cả nhà. Rồi bây giờ công lật tới nè cả nhà. Quay mẹ làm chai lớn em nè. Đâu? Chai lớn nè. Quay mặt lại cho bà hiếu. Quay mặt lại cho bà cô giáo nhìn coi, bà đẹp cô giáo. Trai quá ha, đẹp trai ha. Hiếu. Hả? Quay mặt ngay coi. Quay mặt ra mày với Hiếu. Hỏi cô giáo. Rồi cô thấy rồi, cô thấy rồi. Vui thế. Có tiền vui thế. Nó nói chiều em chở chị đi mua. Chiều em chở chị đi mua. Chuyên gia dịu nhẹ chính là con đây. Củ cũng là con chứ. Em dịu là con mẹ. Nhớ cơm vò dịu nhẹ mới cải tiến với chất xuất yến bạch thành phần chứa 100%. Ở quê mình vô mùa nhãn người ta nha, chị em phụ nữ người ta hay đi lặt nhãn như nè cả nhà. Có nghĩa là nhãn từ trên cây người ta hái xuống, sau đó thì mình sẽ lặt bớt bỏ mấy cái gâu nhãn đi và bỏ một số lá đi, thì tiền công ngồi lặt là 25.000 một tiếng đồng hồ cả nhà. Không thích uống cà phê hả? Nó bị cái đám nhãn nào mà bị ngập nước là nó bị chai nhãn. Muộn cũng bị. Cái chai nó lớn. Nó chịu học lắm á. Nó khá học lắm mà em muốn hiểu sao. Cái gỗ nhãn nhìn đẹp ghê ha. Công nhận làm lên cái mặt thấy đã ghê. Khi đóng rổ xong thì người ta sẽ dùng một cái tờ giấy báo gấp đôi này nè cả nhà. Rồi người ta để một ít lá nhãn lên. Người ta để một ít lá nhãn lên, người ta sẽ làm úp vô cái gỗ đó cả nhà. Người ta gọi là làm mê cho cái gỗ nhãn đó cả nhà, để cho vận chuyển nó không đổ ra khỏi cái gỗ đó cả nhà. Cái gì? Cái viết xanh. Nãy viết gì đâu? Nhâm bỏ đặng rồi, bỏ rồi chứ đắp gì bỏ ngoài luôn. Nãy viết thì bỏ ngoài luôn. Đổ thừa qua lại. Đắng đó có chảy này. Hôm nay mình quay tới đây thôi nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video mình nè. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Nhớ từ hai cái gỗ nha.
Cái đó là 16 rưỡi. Cái gì 16 rưỡi? Nội là 3 ký rưỡi. Em lời, em lời.